Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá cổ trấn Thiên Hộ Miêu Trại, tìm hiểu về nền văn hóa đặc sắc và thế giới ẩm thực cực kỳ phong phú nơi đây. Giới thiệu với các bạn, đây chính là đài quan sát lớn nhất của trong khu vực này. Đứng ở đài quan sát này thì các bạn có thể bao quát toàn bộ quang cảnh của Miêu Trại ở bờ sông bên kia. Đài quan sát này nằm ở mạn phía bắc, nó là đài quan sát cao nhất. Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại là một trong 8 cổ trấn của tỉnh Quý Châu, được coi là miêu trại đầu tiên của Trung Quốc với hơn 1.700 năm tuổi. Theo thống kê mới nhất, Tây Giang hiện có khoảng 10.000 người dân tộc Miêu Trai với hơn 1.300 căn nhà, trong đó có tới 99,5% dân cư là người Miêu Trại bản xứ, cho thấy sự thay đổi ở vùng thung lũng xa xôi này là rất ít ỏi, gần như nguyên vẹn. Nói dân tộc Miêu Trai chắc mọi người không biết, nhưng nói dân tộc Hơ Mông đa phần ai cũng biết. Đây là nhóm người thiểu số có dân số đông nhất trong 55 dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Người Mèo di cư sang Việt Nam và đa số sinh sống ở những vùng núi cao Tây Bắc nước ta như Hà Giang, Yên Bái. Nói đến Thiên Hộ Miêu Trại là phải nói đến hàng ngàn nóc nhà được xây dựng đều tăm tắp, dọc theo triền núi, ven theo hai bờ sông. Tất cả những ngôi nhà ở đây được thống nhất về mặt kiến trúc, phong cách, màu sắc, vật liệu xây dựng. Các ngôi nhà mới xây còn phải chỉnh sơn và trang trí theo lối kiến trúc cổ này để tạo nên vẻ hài hòa tương đồng với nét cũ kỹ vốn có khi xưa của những căn nhà cổ xung quanh. Giới thiệu với các bạn, kia là con sông Bạch Thủy. Con sông Bạch Thủy nó chia cắt Miêu Trại thành hai khu vực chính. Ở phía bên kia là khu vực buôn bán, mua sắm, kinh doanh thương mại rất là sầm uất. Còn phía bên này phần lớn là các homestay, các khách sạn, nhà nghỉ và cả người dân cư trú. Ở đây núi non trùng trùng điệp điệp, tất cả các căn nhà đều được xây dựng dọc theo sườn đồi, dọc theo sườn núi, tầng tầng lớp lớp dựa vào nhau. Và các bạn để ý xem, bên trên đỉnh núi là các ruộng bậc thang. Khi đến mùa trồng cấy hoặc là đến mùa thu hoạch, cả khu vực nó sẽ trở thành một quang cảnh cực kỳ tráng lệ. Bây giờ thì mình sẽ ra bến xe buýt rồi bắt đầu đi xe buýt quay trở xuống cái cầu số 1. Đó, đứng ở đây có thể nhìn thấy cầu số 1. Và từ cầu số 1 đó thì mình sẽ đi bộ sang bên khu trung tâm thương mại và phố đi bộ bên bờ sông bên kia. Phương tiện tham quan di chuyển chủ yếu trong làng là xe điện, giá vé một lượt là 5 nhân dân tệ. Họ sẽ di chuyển tham quan đến các điểm du lịch trong làng cổ này. Những hoạt động diễn hành thế này diễn ra thường xuyên vào buổi sáng và cuối chiều mỗi ngày. Người Mèo đặc biệt coi trọng vật liệu bằng bạc, được coi như báu vật của họ, vừa dùng làm đồ trang sức, vừa dùng để chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho dân làng. Thịt bò khô là một trong những món ăn khá phổ biến của người dân tộc Trung Quốc. Chưa là cháo chèng hả? Đây là tương ớt trộn thịt bò. Có rất nhiều hương vị khác nhau như vị tê cay, vị nấm hương, vị gà hay nguyên vị. Với người bản xứ nơi đây thì vì sống trên vùng núi cao, họ quan niệm rằng những món ăn cay sẽ giúp họ giữ ấm vào mùa đông, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho họ. Chúng ta đi lên đài quan sát Đông Dẫn. Với người Mèo, trống đồng là vật dụng tượng trưng cho sự linh thiêng và quyền uy, chúng ta có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi.
Đây là một trong những phường thêu, một nghề thủ công truyền thống đã lưu truyền qua nhiều thế hệ của phụ nữ nơi đây. Học phiêu lên à? Chưa gì. Ồ, khăn này này, ní chẳng mà siêu hả? Ồ, xe xin nì mân đợi chóan đồng nè, cung y chứ mà. Wow, chưa mà chỉ xì à? 你们两个是不是双胞胎啊？你们长那么像呢？啊，像不像？像不像？哦，那个大一点是吗？不是嘛？哦，好可爱呀，这小朋友。哇，可爱极了。会不会说普通话？会。啊？会说普通话。哎呀呀，不要给我骑那么快嘛！骑那么快是不是怎么拍你啊？可以画某点的，放。 Trông như kiểu hoa phượng tím. Chỉ là nhà vệ sinh nhưng mà có cần thiết phải lãng mạn thế không nhỉ? Nhà vệ sinh công cộng mà trông như là nhà vệ sinh trong khách sạn. Con đường này là con đường đồ thủ công mỹ nghệ, bây giờ thì chúng ta đi qua đó. Tại đây có rất nhiều quầy hàng cho thuê quần áo, trang sức để du khách hóa trang thành người Miêu, giá một bộ quần áo đầy đủ phụ kiện khoảng 30 nhân dân tệ. Nhuộm in cũng là một trong những cách thức trang trí truyền thống đầy nghệ thuật của người Mèo sáng tạo nên. Mỗi người con gái nơi đây đều có trách nhiệm truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Cách thức nhuộm in nơi đây chỉ có hai màu chủ đạo là màu xanh dương và màu trắng. Giới thiệu với các bạn, đây là quảng trường Lú Sơn. Trong tiếng Việt nó gọi là quảng trường Khèn. Khèn là một nhạc cụ truyền thống, một nhạc cụ chủ đạo của người dân tộc Mèo nơi đây, nên họ lấy tên Khèn để đặt cho cái quảng trường này. Cũng giống như người dân Mèo ở bên Việt Nam mình thì quảng trường Khèn là nơi mà người dân hội họp chảy hội, kết bạn tìm duyên, lấy nhạc làm nền và lấy Khèn làm bạn, họ nhảy họ múa với Khèn. Cổ tàng đầu, hoạt lộ đầu, quảng trường Du Phương, bên dưới là xưởng rượu gạo trại canh làng. Giờ thì chúng ta đi tham quan cổ tàng đầu và hoạt lộ đầu. Thịt phơi nắng, một trong những món ăn rất nổi tiếng của người dân tộc nơi đây. Mệt quá. Đi mãi mà chưa đến nơi. May quá có ông già này, ông ấy dẫn đi. Không thì không biết đâu mà lần. Tôi với sự bản đi là chưa hẳn đúng ý. Mí lu. Nín sân thì hảo. Thiên điên phá chơi ăn sự đất lu. Nín chi nén tố đa là
75了。七年了啦。啊。剩也是九道，剩的是这样。今天有事啦，他没有在家了。啊。我路头就这里，啊，各位看到这，hoạt lộ đầu, ai, người có vị trí đặc biệt quan trọng với lại dân bản, người coi như là người lãnh đạo dân bản, đưa ra các quyết sách cho dân bản. Hoạt lộ đầu, người đứng đầu quyết định các công việc nông nghiệp như ngày gieo hạt, cấy kề, thu hoạch cho cả thôn. Trước khi vào vụ mùa màng mới, dân làng phải làm lễ do hoạt lộ đầu tuyên bố mới được bắt đầu. Hoạt lộ đầu, truyền nam không truyền nữ, truyền lớn không truyền nhỏ. Rồi sau, cái củ sang thấu rồi, dán cho theo cái đường qua đi rồi. Giờ thì mình qua cổ tàng đầu. Cổ tàng đầu coi như là vị vua của người dân tộc Mèo khu vực nơi đây. Cổ sang thấu tụi mình dầu. Trước thì tao tủ là nâng dầu mà. Chứ trên na bia à. Trước thì nâng dầu mà. Nâng à. Ồ, nâng thì mình tay của dầu hả mà. Thế nào cái thì mình mẩy là đi thật khoai tháng, không hào. Chị không chị? Không. Quay hả? Không yêu chị hả? Cổ tàng đầu, người chăm lo tất cả những việc tập tục, đời sống văn hóa giao lưu của dân, không phải là người có quyền lực lớn nhất nhưng là thủ lĩnh tinh thần của buôn làng. Người kêu gọi tổ chức những cuộc hội họp lãnh đạo làng khi có những việc đại sự. Đây rồi. Đây chính là dinh thự vua mèo. Các bạn thấy nào? Dinh thự vua mèo bên Trung Quốc nó có giống dinh thự vua mèo của Việt Nam mình ở Hà Giang không? Đấy. Chính xác là dinh thự vua mèo. Vất vả quá. Đi tìm vua mèo mà cứ như là đi tìm Quảng Minh ấy. Quay lại khu trung tâm kiếm một nhà hàng nào đó để thưởng thức món lẩu cá, một món ăn đặc biệt nổi tiếng của người Tây Giang. Khi bản làng lên đèn, khu phố ở cả hai bên bờ sông bừng sáng lấp lánh muôn màu vô cùng tấp nập, phản chiếu những mảng màu sặc sỡ lấp lánh trong mặt sông. Bản làng rộn ràng bởi những điệu múa lời ca, tiếng hát của trai gái bản, xen lẫn tiếng nói cười huyên náo của du khách.
Những cô gái bản súng xính lộng lẫy trong những bộ trang phục dân tộc sặc sỡ bắt mắt, trình diễn những điệu múa miêu trải quyến rũ đầy ma lực, khiến đêm xuân Tây Giang thật sự nồng nàn, ấm áp tình người, làm say lòng mọi du khách. Thôn Tào Chú, thôn Đảo Chủ, một quán ăn địa phương, ok, mình chọn quán này vậy. Đi chọn món lẩu cá, không lúc về bảo đến Tây Giang lại chả ai tin. Quay cho các bạn xem bữa tối của mình. Đến miêu trại mà không ăn canh chua cá chép thì coi như là bạn chưa từng đến miêu trại. Nghe nói cái loại cá chép này là loại cá mà người ta nuôi trong các ruộng bậc thang ở ngay trong khu miêu trại. Nên là nó có một cái vị đặc trưng, là thịt nó thơm và ngon. Thực ra loài cá ngon nhất là loài cá mà người ta đánh bắt được ở trong cái sông Mê Giang chảy qua khu vực này. Nhưng mà vì là con cá nó to quá mà một mình thì không thể kháng đáng nổi. Một con cá 2 cân thì mình ăn thế nào cho hết. Nên là cuối cùng thì vẫn lựa chọn loại cá chép này. Đây cũng là một đặc sản của địa phương, cá nuôi trong ruộng. Đây là con phố ẩm thực của miêu trại. Nó nằm dọc theo triền của con sông Bạch Thủy. Nhưng mà bây giờ mình thực sự không còn khoảng trống nào trong bụng để mà nhét tiếp thức ăn rồi. Bây giờ mình có thể chỉ quay cho các bạn xem. Ẩm thực tại Tây Giang chủ yếu là các món chua và cay. Người Miêu ăn khá cay, các món ăn hầu hết đều có ớt. Tuy nhiên ớt không cay xé như Việt Nam mình, mà cay dịu như là ớt Hàn Quốc. Về thói quen ăn chua của người dân nơi đây thì đã có lịch sử lâu đời. Khi xưa vì điều kiện giao thông khó khăn, bản làng chia cắt với thế giới bên ngoài, hiện trạng thiếu muối xảy ra thường xuyên. Họ đã dùng vị chua để thay thế cho vị mặn, dần dần hình thành thói quen như ngày nay. Con đường này đúng là thiên đường ăn uống. Cái gì cũng có trên trời dưới bể. Ngoài món lẩu cá chua thì thịt lợn mán cũng là một trong những món ăn bạn nhất định phải thưởng thức khi đến nơi đây. Nó là đặc sản bạn không thể bỏ qua. Bảo là không mua nữa, không ăn nữa nhưng mà nhìn nó hấp dẫn quá, lại mua. Đây là giáp hát của Miêu Trại. Thực ra chương trình của nó hay lắm nhưng mà bây giờ muộn rồi, mình không tham gia được. Mình không xem được bởi vì xem xong đến 10 giờ. Mình phải về khách sạn quay trở lại cái đài quan sát cho nó sớm, còn quay cảnh đêm. Không thì đến lúc muộn quá, mọi nhà nó tắt hết đèn đi thì lúc đấy còn quay gì nữa. Đó các bạn xem, quá đông vui và náo nhiệt phải không các bạn? Gần như ai đến Tây Giang đều sẽ lưu lại đợi đến khi màn đêm buông xuống. Cảnh sắc vào ban đêm nó như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Bây giờ chúng ta ra đài quan sát để ngắm toàn cảnh của cổ trấn này. Thank you.
Vậy thôi nhỉ, vậy là đủ rồi các bạn nhỉ. Giờ thì mình về khách sạn nghỉ ngơi và ngày mai dậy sớm để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Wow, các bạn thấy thế nào? Khách sạn này có ban công quá tuyệt vời phải không các bạn? Đó, mỗi mình nhá, một mảnh trời riêng. Ngồi đây hóng mát, ngắm cảnh cổ trấn yên bình lặng lẽ. Wow, đó các bạn xem, cần gì phải ra đài quan sát, phải không? Ở ngay khách sạn mình cũng có thể quan sát toàn bộ quang cảnh của cổ trấn. Ô mà sao làm sao cái máy của mình nó nhâm mờ này nhỉ? Đây rồi, được rồi. Đấy, nó phải rõ ràng này chứ, phải không? Đó, các bạn xem. À, nó như một dải ngân hà luôn, với rất nhiều những ngôi sao lấp lánh. Bên này cô đơn hơn, bên này nhạt nhẽo hơn. Các bạn xem, phía bên kia có quảng trường đang có ca nhạc. Rồi có con phố đi bộ. Đây là con phố đi bộ dọc theo bờ sông, cực kỳ náo nhiệt luôn. Lúc nãy thì mình vừa ở bên đấy về. Lúc nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể cái vị trí của cái khách sạn này. Và nếu mà các bạn có dịp qua đây đến thăm cổ trấn này thì có thể ở khách sạn này. Nó thực sự là tuyệt vời, bởi vì giá thì nó không mắc lắm, mà cái quan trọng là nó có cái ban công, nó có một cái đài quan sát rất là đẹp. View tôi thấy nó còn đẹp hơn cả cái view của bên đài quan sát công cộng kia. Đài quan sát công cộng kia nó xa hơn nên là cái khoảng cách mình nhìn nó mở hơn. Hôm nay thì chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và luôn đồng hành cùng mình trên tất cả các chặng đường. Mình là Thay Lò, chủ nhân của kênh YouTube Phiêu Lưu Ký Travel. Hãy sắp kênh của mình. Mình sẽ đưa các bạn đi khám phá những nẻo đường mới và có những trải nghiệm mới. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại.